chương 5442, Minh Thần vết máu. Dùng linh hồn chi lực chữa trị những này thần trụ, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, khẽ trao mày, nhớ tới trước đó trong đại điện cái kia cỗ thần hồn thôn vệ chi lực. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy quang ảnh này nói tới là lạ, tựa hồ có cái gì không thích hợp. Tiền bối, có thể để vãn bối nhìn qua những thần trụ kia. Tần Trần nhìn về phía quang ảnh kia tồn tại, tùy ý, quang ảnh rất là thoải mái cười một tiếng người nếu muốn chữa trị bản tọa bảo vật này cũng nhất định phải tiến đến nhìn qua tần trần gật đầu trong nháy mắt bay lượn mà lên thần trụ kia đều nguy nga tần trần trọn vẹn bay một lát mới đi đến trong đó một cây thần trụ trước đó thần trụ không gì sánh được nguy nga to lớn từ xa nhìn lại chỉ là một cây trụ nhưng khi tần trần đi tới gần lúc ngay ngắn thần trụ liền giống như một tòa sụp đổ ngọn núi bình thường Thần trụ kia đứt gãy chỗ, tựa như là bị cái gì lực lượng kinh khủng xé rách. Mở, tạo thành một mảnh kinh khủng đổ nát thê lương, có vô số khe rãnh cùng đồi núi, lan tràn hướng vô tận hư không chỗ sâu. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, đứng tại cái này thần trụ mặt cắt trước đó, Tần Trần liền phảng phất một con kiến đứng ở một tòa không gì sánh được to lớn nhà chọc trời trước bình thường. Cái này không phải một cây trụ, rõ ràng chính là một mảnh nguy nga bình nguyên, chẳng qua là do đặc thù nào đó kim loại hình thành minh mông bình nguyên đó là đột nhiên tần trần nhìn về phía vùng bình nguyên kia chỗ sâu chỉ gặp tại cái kia đứt gãy thần trụ bình đài chỗ sâu nơi nào đó trong sơn cốc còn có từng mảnh màu nâu đen máu tươi những máu tươi này không biết lưu lại bao nhiêu năm đã trở nên mơ hồ khô cạn vẫn như trước có lấy làm người sợ hãi thần tính phát ra đừng nhìn những vết máu kia đúng lúc này quang ảnh kia tồn tại đột nhiên lên tiếng kinh hô muốn ngăn cản tần trần có thể đã tới đã không kịp tần trần ánh mắt đã rơi vào một vũng máu kia phía trên. Oanh, khi một màn kia màu nâu máu tươi ánh vào tần trần tầm mắt trong nháy mắt, một cỗ vô tận kinh khủng khí tức tử vong vào thẳng nhập tần trần não hải. Cỗ khí tức này chi khủng bố, thật giống như đen kịt một màu biển động đánh tới, ước vạn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào, cái kia kinh khủng trùng kích làm cho tần trần não hải chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt nhập rơi xuống hầm băng, toàn thân phát lạnh, tư duy trong nháy mắt đình trệ, liền giống như rơi vào một mảnh vực sâu vô tận đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón phạm tam minh dưới người chết một đạo ù ù tiếng oanh minh tại tần trần não hải vang dội đến đạo thanh âm này chi khủng bố như là cự nhân tại gào thét tần trần não hải nổ tung toàn thân phảng phất muốn nổ tung giống như đầu đau muốn nứt minh mông linh hồn hải như là đun sôi nước sôi trong nháy mắt cùng nhau sôi trào lên oanh linh hồn sôi trào trực tiếp thiêu đốt trong thoáng chốc Tần Trần phảng phất thấy được một bộ thông thiên nguy nga thân ảnh màu đen đang cùng một cái khác tồn tại kinh khủng đại chiến. Cái kia thông thiên nguy nga thân ảnh toàn thân quanh quẩn vô tận khí tức tử vong, so với U Minh Đại Đế mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. đưa tay ở giữa trực tiếp đem một thanh thông thiên hình kiếm bảo vật vỡ ra đến. Một tiếng ầm vang, thiên băng điện liệt, giống như tận thế hàng lâm giống như. A, à, Tần Trần toàn thân đau nhức kịch liệt, gào thét lên tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái kia vẻn vẹn chỉ là một hình ảnh mà thôi nhưng ở nhìn thấy hình ảnh này thời điểm tần trần nhưng căn bản vô pháp ngăn cản trong đó truyền lại mà đến khủng bố ý cảnh linh hồn hải đúng là bắt đầu chậm rãi sụp đổ không tốt ngoại giới quang ảnh kia tồn tại sắc mặt đại biến phiền toái phiền toái quang ảnh này tồn tại sắc mặt khó coi bỗng nhiên dẫn động tứ phương thiên địa một tiếng ầm vang một cỗ sát ý kinh khủng khí tức phóng lên tận trời trực tiếp rót vào đến tần trần thân thể bốn phía, ý đồ ngăn cản lực lượng kinh khủng này xâm lấn. Nhưng không dùng, đạo này tử vong thần lực cường đại, làm cho tần trần sinh mệnh khí tức cấp tốc khô héo, cường như cái này sát ý kinh khủng khí tức, cũng vô pháp ngăn cản. Mắt thấy, tần trần linh hồn liền muốn tại đạo ý chí này phía dưới sụp đổ, trong lúc bất chợt, tần trần linh hồn hải chỗ sâu một đạo kinh khủng lôi quang phun trào đi ra, một tiếng ẩm vang, đầy trời xanh thẳm lôi quang cấp tốc bao phủ tần trần linh hồn hải. Lôi quang này chi khủng bố, trực tiếp ổn định tần Trần Linh hồn hải, nhưng là, cái kia một cỗ khí tức tử vong còn tại không ngừng thẩm thấu mà đến, muốn tiêu diệt tần Trần trong linh hồn hải phán quyết thần lôi chi lực. Oanh, phán quyết thần lôi tức giận, đang muốn tới đối kháng, đột nhiên, ông một tiếng, tần Trần chỗ sâu trong óc một bản cổ thư bỗng nhiên xuất hiện, cổ thư này nở rộ vô tận thần quang, vừa xuất hiện, chính là trong nháy mắt mở ra, rầm rầm, cổ thư đọc qua, tại đọc qua đến nào đó một tờ thời điểm đột nhiên dừng lại, một cố kinh người thôn vệ chi lực, từ trong sách xưa tản mát mà ra. Oanh, cái kia xâm lấn tần trần não hải, muốn đem tần trần linh hồn trực tiếp chấn vỡ khủng bố lực lượng tử vong trong nháy mắt bị cổ thư kia thôn vệ không còn một mảnh, một chút cũng không có để lại, xong, cổ thư này còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hơi sáng một chút, cái này. Mới thu về, chậm rãi biến mất, lúc này, tần trần linh hồn hải đã triệt để bình tĩnh lại. Ngoại giới, bắt lấy cơ hội này quang ảnh tồn tại cấp tốc thôi động bốn phía sát ý chi lực, đem khí tức tử vong này cách trở tại tần trần thân thể bên ngoài. Oanh, hình ảnh phá toái, tần trần cả người lúc này mới từ hình ảnh kia bên trong tỉnh táo lại, sắc mặt hắn tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển, như là một cái kém chút người chết chìm được cứu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân ướt đẫm. Nguy hiểm thật, tần trần trong lòng hồi hộp, không dám tiếp tục nhìn vết máu kia một phần. Lấy hắn cảnh giác, kỳ thật lúc trước đã sớm chuẩn bị nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng đạo này vết máu khô khốc bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ như thế khủng bố để hắn không có chút nào phản kháng liền trực tiếp luân hãm nếu không có hắn đã sớm âm thầm thôi động thể nội phán quyết thần lôi chi lực lại thêm chi thần bí cổ thư tồn tại vừa rồi hắn kém chút liền không từ trên trời võ đại lục một đường mà đến tần trần chưa bao giờ cảm nhận được qua như vậy hung hiểm tràng cảnh chỉ là nhìn một chút cái kia vết máu khô khốc mà thôi liền để linh hồn hắn kém chút sụp đổ thân vẫn đạo tiêu đây là ai máu tươi tần trần trong lòng nghi vấn có thể đồng thời trong đầu hắn cũng có một đáp án ẩn ẩn nổi lên mẹ nó tiểu tử người vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết biết không lúc này một thanh âm vang lên mang theo tức giận tiền bối ngươi tần trần quay đầu nhìn về phía quang ảnh giờ phút này từ quang ảnh kia tồn tại trên thân tần trần vậy mà cảm nhận được một tia lòng vẫn còn sợ hãi cảm xúc nhưng rất nhanh tia cảm xúc này liền tại trên người đối phương ẩn giấu đi đứng lên tần trần giả bộ như không có để ý chỉ là kinh hãi nói tiền bối cuối cùng là ai máu tươi tại sao lại khủng bố như thế hừ đây là minh giới minh thần máu tươi tự nhiên khủng bố quang ảnh này tồn tại hừ lạnh một tiếng cũng được không ngại nói cho ngươi năm đó cùng bản tọa một trận chiến chính là cái này minh giới trí cao vô thượng minh thần người này là minh giới chân chính vô địch tồn tại mà tia này máu tươi chính là bản tọa năm đó cùng cái kia minh giới minh thần chiến đấu thời điểm đem nó gây thương tích lưu lại đương nhiên bản tọa cũng vì vậy mà đứt gãy tiền bối đứt gãy tần trần nhất giật mình quang ảnh tồn tại ngẩn người liền nói nhất thời nói sai nói sai là bản tọa món trí bảo này đứt gãy ai vật này năm đó làm bạn bản tọa vô số tuế nguyệt cùng bản tọa một thể giống như bản tọa thân thể của mình bình thường quang ảnh tồn tại tràn đầy cảm khái tốt không cần nói nhảm nhiều lời người như muốn rời đi liền tranh thủ thời gian lợi dụng trong tay nghịch sát thần kiếm thôi động của ngươi linh hồn chi lực chữa trị cái này mặt cắt bí văn cấm chế đi bằng vào ngươi đối với cái này bí văn cấm chế lý giải bố đưa mới chưa hẳn có thể làm được nhưng nếu chỉ là tiến hành một chút chữa trị cũng không thành vấn đề là tần trần cầm lấy thần bí kiếm gì lúc này thôi động lực lượng thần hồn oanh một cố kinh khủng linh hồn khí tức trực tiếp lan tràn ra chậm rãi thẩm thấu hướng những bí văn kia cấm chế bằng vào tần trần đối với mấy cái này bí văn cấm chế lý giải, liếc mắt liền nhìn ra quang ảnh kia tồn tại lời nói không ngoa, thần hồn chi lực của mình kết hợp thần bí gì. Kiếm, hoàn toàn chính xác có thể đem những bí văn này cấm chế chữa trị một chút. Mắt thấy tần trần lực lượng thần hồn sắp rơi vào những bí văn kia trên cấm chế, đột nhiên, tần trần quay đầu nói, hơi nghi hoặc một chút nói tiền bối, ngoại giới hành cung trong đại điện những người kia, tiền bối đều có thể thấy là sao. Quang ảnh tồn tại nguyên bản đang chờ tần trần chữa trị, Giờ phút này gặp Tần Trần dừng lại, đành phải gật đầu nói, những người này đều tại bản tọa trong trí bảo, bản tọa tự nhiên có thể nhìn thấy. Có thể theo vãn bối biết, qua nhiều năm như vậy có vô số minh giới quỷ tu từng tới nơi này, tiền bối vì sao không để cho bọn hắn thử chữa trị một chút những này thần trụ đâu? Tần Trần nghi hoặc, quang ảnh tồn tại thở dài nói, bản tọa lúc trước không phải đã nói với ngươi sao? Những quỷ tu này chính là người của minh giới chỉ có đến từ vũ trụ hải người mới có thể chữa trị nơi đây bí văn cấm chế mà minh giới quỷ tu chi lực khuyết thiếu vũ trụ hải quy tắc chi lực dễ vốn không pháp tiến hành chữa trị tần trần nghi ngờ nói có thể những quỷ tu này chi lực nếu vô pháp chữa trị tiền bối tiền bối kia hấp thu bọn hắn thần hồn mục đích là cái gì đâu chẳng lẽ là vì ma diệt cái kia minh thần vết máu sao quang ảnh tồn tại lắc đầu người trẻ tuổi người làm sao có nhiều như vậy vấn đề những quỷ tu này mạnh nhất cũng bất quá là cái kia Thủy Mị Đại Đế, thực lực thế này làm sao có thể cùng Minh Thần đánh đồng. Bản tọa sở dĩ hấp thu thần hồn của bọn nó là bởi vì nó. Bọn họ mặc dù không cách nào chứa trị bí văn cấm chế, nhưng chúng nó lực lượng thần hồn lại có thể ổn định vùng thiên địa này, Minh giới sinh linh cùng vũ trụ hải sinh linh mặc dù có chỗ khác biệt, có thể bản chất cũng có chỗ tương đồng. Vãn Bối Minh Bạch, Tần Trần gật gật đầu, ngươi còn có vấn đề sao? Quang ảnh tồn tại im lặng nói, có lời nói cùng nhau hỏi, tiết kiệm một trận một trận. Không có, tần trần lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quang ảnh kia tồn tại, cho nên, tiền bối kỳ thật cũng không phải là hải thần tiền bối, mà là trí bảo này chi linh có đúng không? Quang ảnh tồn tại ngơ ngẩn, ngươi, nói cái gì, tần trần thần sắc càng khẳng định, vãn bối nói tiền bối cũng không phải là hải thần, mà là tòa này trí bảo chi linh, những năm gần đây, là tiền bối một mực tại duy trì mảnh này hành cung đại điện vận chuyển đúng không? Chí bảo gì Chi Linh? Quang ảnh tồn tại có chút phẫn nộ, oanh, một cỗ sát ý kinh khủng theo nó trong thân thể quét sạch mà ra, cỗ khí tức này vừa ra, Tần Trần lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn, phảng phất bị ức vạn ngọn núi chân áp lại bình thường, không thể động đậy. Nhưng Tần Trần trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi ý, tiền bối đừng có lại diễn, tiền bối nếu muốn giết ta đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ, mà lại lúc trước cũng sẽ không ngăn cản cái kia minh thần vết máu